Alo, trở lại với trận thi đấu đến với trận đấu thứ hai thôi. AC của cầu thủ màu 3, Minwan cầu thủ màu 2 và Gzik cầu thủ màu 1. Ngừng season 2-3 đông dân. Một bài khỏe đến từ cầu thủ màu 1 khi mà có cả bầy hươu ở trên kia. Bác quả phụ là 6 cây. Cũng gọi là vẫn ổn. Cắt dân bầy hươu trên. Kích đời 7-49 khá tốt cho cầu thủ HC Net. Một cầu thủ khả năng cứng nhất trong team rồi. Một cái ba gỗ gọi là Mac Bale của game thủ màu 1 Gzik. Một gà răng gừng trận đấu này đây. Và đội bạn với những quân gì? Chưa thấy ai soi tham. Đấy. 93% rồi kích đời. Ui cân ke thực mà chuẩn tí nữa. Ăn cắt dân lên bầy hiêu trên kia khả năng là kích 9 mày này. Hơi đen cho anh không lên bầy hiêu. Không thể lùa tạm hai con hiêu về cái BS này được. Nếu có tay này. Bài kích đời tầm 12x 10-22 với 2-3 đông dân Gzik. Nhét được đá đông dân và chốt hai cái e đầu kia là kín. Vâng, tương đối đợi được. Rồi, hai cái e. Hoặc là ba cái thì phải. Hai cái. Vâng, cứ giật để đi ra thì khổ. Con giò công thủ đầy đủ luôn. Ăn hoang luôn bầy hươu. Cần thiết ăn hoang luôn bầy hươu kìa. Bầy hươu trên. Rồi, bầy hươu này khả năng là còn 6-7 con đấy. Ủa, không đóng được đâu anh ơi. Cái BM đóng khít thế làm sao không? Như vậy là bầy hươu 6 con trên này. Như vậy là sóc được tầm 3 tên ngựa chém đều đến từ game thủ màu 1. Gặp luôn nhà game thủ màu 7. 1 ST đôi voi luôn. Ủa, nhà màu 7 siêu giàu. Hai con voi ăn vẫn còn để nguyên xác. Chưa hóa cốt. Bằng 4 voi luôn. Màu 7 là gì đây? Ây, Syrian, ái chà. Bóng A kìa. Một cái hốc ấy từ game thủ màu 7. Ông dí à. Một cái hốc nhưng vẫn hở sườn đến từ thủ màu 7. Hai mươi lăm trên 32. 2L 3 tên đều luôn. Chủ động lên cả bánh xe nha. Đã qua máy máy cầu thủ cầm Acidian Minwan 2L dâng L gặp màu 6. Màu 7 yên tâm còn lâu mới bo được nhà. Màu 5 dâng L ra. Ủa màu 3 bo nhà. Kinh hồn. Này mà nhà phô thì hợp lý đấy. Nhưng mà nhà AC vâng. Những hàng E này sẽ là điểm yếu của em thủ màu 3. Vòng bia chém vào vầy ở trong thì bách nhục. Vẽ thêm ruộng đi. Vâng, tí sau cung này không được đều. Anh cắt tương đối nhiều dân ra đây để bo bế nhà cửa. Thời điểm đầu thì anh có con T anh thủ rồi thì làm sao ai dám động nhà anh được. Minwan sao lại tù tham này. Gric đang chém được quảng AC. AC đang bung hốc. Vâng, tương đối mệt với một con sư tử. Không phải bo à. Màu 1 không phải bo anh ơi. Vâng, con sư tử cắn chết con giò. Đáng lòng quá. Màu 5 kìa. Chưa bị phát hiện. Không bị phát hiện rồi. Khá tỉnh đòn đến từ cầu thủ NTS Sơn La. Màu 2.
Màu 3, không có màn hình game thủ màu 4, đen quá. Vẽ thêm ruộng đi anh ơi. Lượng gỗ thì nhiều nhưng lượng ruộng thì có mới có được chục cái. Đây rồi, màu 1 đang bài cân đôi. Anh chém hai nhà rồi, AC bùng. Đấn đợt cầm thủ màu 5, màu 5 vẫn chưa anh xem màu 5 dường như là Kata hay là Pamiran đây. Có lạc đà chứ Kata là Pan thôi. Và dường như là Pan. Nếu như đánh L tại nhà khả năng Pan cao nhưng Pan đang chưa có bánh xe. Tươi quá. Nhà này nhà gì đây anh chỉ vào con dân thế nào. Rồi màu 5 khả năng fit luôn. Một bài 2-3 dân mà chém rất khỏe từ Greg. Màu 7 đẩy cung. Và chú ý những bài bào nhỏ của mình. Từ từ bài vàng khổ chạy hơi vội. Một tên chạy vội từ cái thủ màu 1. Phù đi. Đen rồi khả năng con phù ấy bằng. Vâng, tương đối giật lag. Tham lai mình đi, Minoan chết hơi sâu. Minoan chuyển cung A đi. Màu 1 cần phải chuyển cung A, màu 2 cần phải chuyển cung A. Dâng L nhưng ở nhà chuyển A. Khỏe hơn rất nhiều khi giờ không ai đánh anh cả. Khi anh là tham fit và chả ai đánh cả. Một tên lừa tình đối phương. Tiếp tục đi vào nhà game thủ màu 7. Và đến lại với AC đàn tham vẫn 26 là thế nào. Khó quá. Khó rồi. Tỷ số sẽ là 2-0. Hiện tại tỷ số là 1-0 rồi. Tôi sửa tỷ số luôn. Quá khó trận đấu này. Sóc cung R ra. Màu 3 sóc cung R ra. Khi mà lượng đồ là sóc được 3-4 nhà BA đều. Khổ có gió chạy đấy rồi. Fit. Fit luôn. Tỷ số là 2-0 cho bên phía team PV Combank. DTS hơi yếu so với PV Combank thì phải. PV Combank còn một hàng cứng trong giải này. Vâng, 4 nhà 2-3-4-5 lên đời ngang nhau đời 3 và không lệch một vạch nào cả. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ 3 rồi. Kèo chạm 4 rồi.